hiểu. Test thử con game này xem nó như nào. Được chưa? Ông Huy Anh ông ấy cứ đòi chơi. Đang loát. Đéo hiểu. Game bắn nhau không chơi, chơi game. Mình vào vai con ngỗng. Tiếng Mình game mình đến là hơi mình to thì game phải. Tiếng game to quá không em bật bật vé đi. Đấy này hai thôi. mở tên lên nhá, Tên kiểu tiện gì? biểu tượng của người chơi lên nhá, Ừ, mở phân tên. phân biệt cho dễ. À, tôi trên à? What Ok. Anh nào tôi chỉnh xuống. Tôi coi ông dưới đi. the fuck? Nhớ hiểu. Bốt mới Cháu hiểu game game này thì có gì hay? Con game này nó cũng nói về cái gì? ngỗng. Ngông đéo hiểu game mà mang thế mới lìn nè. Ngỗng thì có tác dụng gì? Nếu là con ngỗng tôi xấu thì Thôi con nào? ông là con mỏ vàng cam ấy. Đâu ra tôi là con ở đâu? Đâu? Nào nào, ở đây, đây tôi là con cam. Tôi có màu vàng à? Xịt. Cái gì đâu đây? Nó hiện nút gì đây? Bấm A để run. À đây này hướng dẫn gì đây cần cao John in vào flap RT là flap John out grab là B A là run X là Kêu gáy thì mẹ tôi nói thật là cái nút trong cái Xbox này tôi cũng bị nhầm rồi mẹ. Tôi chỉ nhớ được x ô vuông tam giác ở trong ấy thôi. Edition thôi. Đúng rồi. Cái game này thì tốt cuộc mình phải làm cái đó gì? làm sao xóm Để làm nào đây? Làm nào là đi qua? bấm LT LT để cúi. LT lúc đồ nào? Ở đây, mẹ đéo hiểu. Còn thế thôi. Chạy. Bấm B để cầm đồ. B. Có cái gì? Tao rồi. Lag à? Đéo hiểu thi thoảng có bị lag. B để cầm đồ á hay là đi. Lúc nào cầm đồ nhỉ? Từ từ xem lúc nào cầm đồ. Flap ở cánh đúng không? LT. LT là cuối. Grab là B, B. Nào nào bế nào nào ngặt cái con này lên à đây đây đi vào ấn về mày này này làm gì bay qua ông anh đâu rồi sao đéo thêm nói gì đấy alo alo cái hiểu mạng bị sao đây alo Đây. đây cái thỉnh thoảng nó làm cho đéo vậy Để dương thắng. té Có nút để đi nhanh này. mấy kiểu gì nhanh Ừ. Bay bay lúc nào nhìn không bay ở đây có mấy miếng bánh này ra nữa ăn bánh á mấy rồi ăn nào Nhớ này kéo hiểu cái bay lao lên zoom bay cái gì zoom dung làm gì nhìn mở cửa. Ôi, cả cái tay cầm này tung vãi. Thế đi nè. Ai biết? Bay. Ngỗng người nó biết bay kìa. Ngỗng nhau biết bay. Đây hình như mình mở này đó. Cái gì vậy? Ô kéo ấy, ô kéo. Nhìn tôi kéo này. Ông này ra, ok. Ô đá. Ra thôi, ra thôi. Chạy qua, chạy qua, chạy qua đây. Chạy cái gì đấy Nhiệm vụ à vào mình là phải vô làm mấy bắn. nhiệm vụ ấy đi Ừ. cái nhiệm vụ là có những cái gì để kéo hiểu Đây. Làm người làm vườn bị ướt này, xong rồi lấy chìa khóa của người làm vườn.
làm người làm vườn, đội cái mũ mũ che nắng. Cháu hiểu nhiệm vụ đéo mình ngu người đấy. Ngỗng phải là phải xóm mà. Này gì đây? Mày Cái nghe gì? xem bất tử ở đây này. Mày chơi vườn ấy đi, mày chơi trò đứng trên nóc đi. Anh nhảy được không? Nó Kìa. tố cáo cho mẹ. Ok. Chơi từ hôm qua Ông này bị ông ấy điên rồi. Ông đang lấy đài kìa. để làm sao để cho nó bị ướt đúng không nhỉ? Ướt thì làm kiểu gì để dụ ông ra, nó bật cái vòi đấy nào, ông làm là bật cái vòi đấy. Ra cầm ghế Cho ông sao ở ngoài luôn. à, dụ ông mới đi vào chỗ này, dụ dụ ông mới đi vào chỗ này để ấy ướt Đây mới ướt đây để tôi lấy cái này tôi dụ đây tôi... ai à, nhóm làm bị nhóm đấy 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 ông đi vào đây này, ông chú ý vào đây này, chuẩn bị mở nước nhá. Tao này, vào đây, mở đi, mở đi. Chết mẹ đi. Easy game mà. cái chìa khóa là quân nó kia phải lấy 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 chìa khóa, Lấy đi, lấy đi. nhưng mà ông cứ nhìn Lấy đi, ok đi. khó lấy lắm, phải phải lần lần Chết mẹ, tôi đóng mẹ cửa không mở rồi. Đây để tôi đứng trước mặt ông tôi dụ dỗ. Đấy, đấy, lấy đi. ông ấy toàn nói cái này khó lấy của mẹ. Cho hai con gấu đi. Ô tôi lấy được cơ 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 Nhanh lấy cơ đi, đi nhanh lấy cơ đi. Ông cứ đuổi ra thôi. Đi. Lấy đi nhanh Lấy đây, lên. nhặt nhau, không nhặt được, không nhặt được. Nhặt cái nút B. Đấy, đang ấn B liên tục này đâu nhặt. Cúi xuống, cúi xuống. Nào, cúi nào nhỉ? Đi. Còn. Không được. Ok, ra đi, chạy 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 Đấy. chạy 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 chạy. Ông đuổi chạy nhanh lên. Đéo Ôi ơi, đi. không có tầm nhìn nữa, đéo gì. Nhưng mà lấy cái đấy làm gì? Lấy là xong nhiệm vụ đấy, xong rồi. Đấy, Xong rồi. lấy được. Xong gì nữa? Cho bây giờ cho ông đội cái mũ gì đây nào. Mũ mũ ở trong đấy. Ok. Lấy mẹ cái xẻng không luôn. Làm sao? Ui giời ơi. Cái bẫy này nó vẫn nhảy vào. Ông ơi, mở cửa đi đi vào. Nhớ hiểu. Sao ông đá cho hai con Bóng. này vẫn còn phát này. Nhớ hiểu. Cái gì? Cho cái gì? Sao không đá cho mỗi đứa ông phát. Cái này. Beta đấy, beta nó. Ok. Vào nào. Thế bây giờ phải làm gì để cho ông đội mũ che nắng? Chắc phải cho mới cúi xuống ấy. Để nhổ hoa cho mà. Ngu ngữ, nhổ hoa à? Trong này có gì không? Để mẹ tôi... Một bông hồng em tặng dặn cô Cái này cái gì một đây? ba Trong này là gì đây? mũ này. Ui, giật, giật, giật. Đấy, cái mũ đây đúng không? Làm nào lấy nhỉ? Phải cho mình cởi mũ kia ra. Thôi để yên cho mấy ông ra trồng hoa ở đây này. À, thế phải Ông giật cái về. mũ ông ấy gì? À, hiểu rồi. Ông về. Ra đây hoa đấy này. Mất bông hoa rồi, ra trồng lại đi. Ôi, đây đây ông đang trồng Đây, này. đây, đây, đây. Nhớ cúi xuống lấy nhá mấy. Cúi chỗ này này, lấy B này. Chạy Lấy chạy được chạy chạy chạy. rồi. Năm năm Mang đi, à. mang đi, mang đi. Mang bên ngoài, mang bên ngoài, mang bên ngoài. Chạy. Giang cánh ra bay. Bay đi. Ok, à thấy xuống nước, xuống nước. Ông đéo đuổi nữa rồi. Quăng mẹ ăn sông. Tuổi sao Đấy, cho ông đi mà tìm. Chờ ông là quay có đội mũ khao. Rồi nhờ, đừng vào rồi. Ơi cơ, gì nhá.
Đâu em đâu rồi? Ông ơi. Ờ à, đấy rồi, đấy. Game đấy mãi, game này nhảm nhí cho trẻ con chơi, éo rồi. Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp là gì đây? Nam nào nhìn? Hình như mang cái này ra hay sao? Lấy cái cào, lấy cái que cào mang ra ngoài á? À? Đấy, lấy đi, giật. Để tôi cản chân ông ấy. Đấy, kéo đi nhanh lên, ông đang gây sự chú ý đây. Đi không tầm nhìn. Ôi tôi xong rồi. Xong rồi. Gà đéo chịu được. Giật đi. Đéo hiểu. Đi. Đưa đây. Khổ vãi. Ra thế nhặt mẹ này. Làm đi. Bây giờ về đây. Đấy, đấy, đấy. Đó, chạy đi. Không có tầm nhìn. Đi mẹ đi ra đây. Tao đá hết mẹ mày ruộng ra. Kẹp thôi. Đéo kêu. Đi có mẹ. Đấy. Cầm đi đâu? Đâu, cái này có phải đâu, nhầm rồi. Hình như đéo phải đâu. Đứng đứng đứng. À đây. Đúng rồi. Ơ, giời. Lấy cái cào không kìa. Gì đấy? Kẹp. Lấy mang cái chiếu picnic dã ngoại ra. Với cả mang bánh sandwich, quả táo, bí ngô, cà rốt, mứt. Thơ mót là cái gì không biết, radio mới cả một cái giỏ. Đâu nắm thử đây. Thôi bỏ cái này đi. Đi vào đây đi. Xong với cái quả táo ở trong này rồi mà. Ở ngoài này mà. Mang ra đâu ấy nhỉ? Mình phải mang vào hay mang ra? Mang ra cái chỗ... Chỗ có cái chiếu ấy. Chiếu. Cà rốt này. Mứt này. Mứt đâu? Mất hình như trên bàn ấy. Mất cả phích nước các thứ. Đây cà rốt đây, tao lấy củ cà rốt đây. Ờ, kìa kìa ông ra tìm kìa. Chạy nhanh. Nó cất chỗ dâu. Đấy, mang ở đây đúng không? Không biết mang, thế nó bảo mang như chỗ nào không? Lui ra đây nhìn chỗ này. Mang tới chỗ cái chiếu. Picnic. Chiếu đây, chiếu picnic là cái này, chắc cái khăn này thì là... Bé thế. Thế làm gì có gì? Thì chạy lên nào. Nhìn bịt chạy ngu vậy. Đó, một xa thế. Đâu đây, hết cụt đường rồi. Ơ? Cụt đường rồi. Đang cánh à, để làm gì? Hả? Đi chậm hơn, đón nhiều gió hơn nên đi chậm hơn. Mấy đường ấy đường cũ rồi, phải qua màn này thì mới đi sang mấy chỗ đấy thôi. Đây, đây cho ông này, ông này. Ông đi lấy cái xẻng kìa. Ừ, cà rốt này. Bình nước, bí ngô, bình nước, bí ngô. Bí ngô trên này này. Bí ngô trên này. Mẹ, mình đây ăn tung win. Ông làm gì cái chỗ gì đi. Ok. Ok, nếu thì ông đóng cửa làm đi. Kìa. Đấy kìa. Đấy, đấy, đấy. Đá bóng, đá bóng, đá bóng. Thôi để tôi vào trong cái đừng giật nữa, để tôi vào trong cái gây sự chú ý rồi. Đây để tôi vào đây, tôi bật về vòi nước. Thôi vòi nước tháo mẹ rồi à? Vòi nước ở bên này. À bật đi thêm bật đi. Đấy. Nhưng mà ông Mỹ chạy ra ngoài mà, kéo cầm ý. Kéo nhanh. Để đây. Ơi, bật lại cái vòi nước lên nữa đi. Đang kêu nè. Đang có bát. Kéo đi đâu đây? Kéo dưới à? Ờ, ông đéo tìm rồi, ông đéo tìm rồi. Đấy, nó xong cái ghế này, ông đéo nhìn thấy nữa. Họ người mù. Ra đây nhanh lên. Kệ ông đi, xem ông có làm gì không? Vào ông này. Mở đường. Ông có đòi lấy cái xẻng đấy mà. Rồi lấy cái gì nữa?
mất mất thì ở đâu lấy mất ở đâu? Quả táo này, trên này có quả táo ở đây đây, mất chắc mất mấy táo ở trên này. Tôi lấy quả táo này, chạy nhanh 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 nhanh. Đâu ấy, không kia đâu ấy. Không biết, không đi lấy xẻng đó. Ôi đi, chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Ờ. Không đéo đi ra đây được. Nên chạy 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 nước không, không đi đâu. Ờ, mất. Ờ, làm gì tao. Ờ, ờ. Ờ, làm gì, ờ. Tôi đã. Tôi cuội luôn. Ôi đất, đi các mẹ. À, ôi lấy nước mẹ luôn. Chết mẹ, chạy. Ờ, mọi người phải gây sự chú ý cơ. Đấy, nhà, nhà đấy bây giờ lấy quả táo, bây giờ ông vào ông bỏ vào nước này để gây sự chú ý. Đấy, đấy gây sự chú ý đấy. Đấy. Đấy đương nhiên, có táo rồi mà. Cái gì cơ? Có táo rồi mà. Đâu đó có đâu? Đây đi trên cái quả táo gì? Đấy cái gì? Đồ đỏ này. Nhưng mà nó không được tính, nó phải mang mình mang ra nó mới tính. Ôi kìa, thôi xong rồi. Cái gì? Cái gì? Ôi rồi xong nó biết cả chữ lũ rồi. Đâu ra? Ơ kìa, mình không gặm thì cũng không biết, địch mẹ, mình gặm vào. Ơ kìa, thôi thôi, ra màu nước, ra màu nước, ra màu nước đi. Không ra đi. Ra màu nước, ra màu nước. Ờ, ờ, ra, ờ, 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 ờ. Thôi rồi, đừng đi, đi ra xa chỗ này à, đừng để ông nhìn thấy nữa. Đấy, cho cái bộ cao, không kèm. Còn thiếu những cái gì? À, còn cái bình nước này, mấy cả radio, mấy cả một cái giỏ. Bình giỏ thì cái đấy à? Radio đây này. Hả? À. Hả? À. Hello bro. Radio lấy cái radio đi. Ai đi cơ mẹ. Lấy cái búa ông ấy, lấy cái búa ông ấy. Mày búa đi. Cái radio đang kêu ầm này. Chạy thôi, nhanh nhanh ra đây đừng chống vào hình, chống hình, chống hình. Nhanh nhanh nhanh. Có đi mẹ ăn nhúng mẹ thôi. Ướt mẹ radio. Thằng Sean không phải là người Trung Quốc mà nó người Hồng Kông. Mày. Thật kéo nhau. Hồng Kông Trung Quốc khác nhau. Từ ra đây mở đường ẩn. Có đường ẩn à? Cái đường. Gì vậy? Chui vào nào? Úi. Điều đây. À, này để chui ra chui vào thôi. Chả thèm chéo rồi. Để bóc cải không? Gỗng này nó biết nhảy à? Búa kìa. Như cái phòng này hình như mở được hay sao? Bình nước này này, trên này có cái bình nước này này. Chuẩn bị lấy cái bộ cào ông ấy. Đây lấy phòng mình ẩn vào trong đây à. Đây được này. Bây giờ ông lấy cái bộ cào để gây sự ý đi. Hoặc là ông lấy cái gì đấy để gây sự ý để lấy bình nước. Lấy bông hoa. Đấy, sự chú ý của ta đã được. Lấy bông hoa được, cái xẻng được. Ơ đi cơ. Hello. Một bông hồng em dành tặng ớt. À, đéo nhảy được nó bị canh. Ơ? Chắc ông ấy nó tính tiền rồi. Điều nhỉ, nhá, ngậm đồ vẫn đang kêu được nhá. Đấy, đấy. Đấy, đấy cho. Nấp, 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 nấp. Nấp, 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 nấp. Chạy ra nhanh, chạy ra, chạy ra, chạy ra đi anh. Chạy ra đừng kéo hình thôi. Ôi, giờ sao ai lấy cái này vào đây đây? Ông ấy lấy về rồi. Ừ. Ai lấy? Tôi lấy đéo đâu. Tôi bảo ông kia tắt cái gì nó cứ bật tự bật ấy thì nhúng xuống nước đéo nhở. Đấy vứt đây đi. Đi còn gì nữa, còn cái thùng cái xô nhưng mà hình như nó chưa đánh dấu trừ hay là không được nhỉ, gì cơ không biết được, tôi cứ tập trung vào đây xem nào ai mình lấy hết tất cả thì nó mới trừ. Ông đi tìm đâu thấy cả khổ. Cái thùng cái thô kìa, cái đấy cái thô không, cái này cái chậu chứ, cái này cái may. Mở cái nước này cho em lấy gì nước cho ông ấy phải okay. Đây nó cái tấu binh ở đâu à. Ok
Rồi thôi. Bây giờ là cái gì cơ? Cần cái gì? Cần ghi xô, cái giỏ ấy. Nhưng mà không biết cái Cái này giỏ. đúng không? Hai cái này. Màu vàng này. Đi picnic thì ai dùng cái đấy? Thế dùng cái gì? Fuck. Hay là cái thùng to to này? Thùng nó to này. Cũng có thể. Kéo đi, kéo đi, kéo đi. Đấy, tôi câu giờ cho. Đấy, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Đây, đây. Ui, tôi kẹt Đấy, mẹ ùn đấy, ùn, ùn, ùn. mày. Không hiểu. Đúng, nhanh, 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 nhanh. Đây. Ôi được đi, rơi mẹ ăn xong rồi. Đấy, được chưa? Còn gì nữa không? Sandwich apple pumpkin đủ rồi mà nhỉ, nhưng mà hình như không phải chỗ này. Thế chỗ nào? À đây, hay hay cái giỏ chính là cái này này, cái giỏ chính là cái này. Thế chỗ nào? Bây giờ đi đâu? Chỗ nào? Là cái khăn là phải đi lấy. Khăn ở đây có này. Khăn này bé quá. Trong em đứa có khăn. Không mở được cửa trong này nhỉ? Không biết cấm ngỗng này, cấm ngỗng còn đi vào đó. Thì cầm cái búa đập cửa nè. Đặt được cái biển này 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 thì cấm ngỗng này. Bây giờ làm cái gì? Quanh đây chỉ có từng này thứ thôi, làm gì có gì đâu. Ôi, ông dám lấy mất cái quả bí ngô vào rồi. Ông ra lấy quả khác đi. Đấy, lấy 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 kêu lên, lấy quả cũ đi. Thôi không nhìn được hình. Sao nhìn đấy? Chè. Kéo hẳn ra sau cái ghế Vướng quá, héo đi rồi. này đấy. Nó lấu ở sau cái ghế này nó không nhìn được này. Thầy đặt nốt cái sandwich này đây nè. Đấy, đủ mẹ rồi còn gì nữa. Đủ chưa? Nè đủ rồi đúng không? Vấn đề là phải đi đâu? Thử sang bên này nào. Ở đây, rồi mang ở bên này. Đâu? Sang bên nào? Này, cầm đồ đi, À đây thì mẹ đây, hóa ra cái thảm ở chuẩn đây, bị. nhéo không hiểu. Đã bảo cái bé mà. Nhưng mà thôi không sao, mình chuyển có tí mà. Cái này cho anh như cái chỗ để đồ. Cầm cái đấy đi, cầm cái giỏ kia mà. Cần phải công cái Làm này. mà. Thôi cầm cái này cho đầy đủ. Mất công cầm ra. Đấy, nó chữ nó gạch đi này, đấy. Mà. Ủa, thôi xong Đi ra đây rồi. đây anh ơi, cái này đây, cái này đây, cái này đây. Đi về. Chết mẹ rồi. Thôi chuyển chuyển chuyển. Tận dụng, tận dụng, tận dụng. Đấy. Cái này bọn em mãi mới em lấy được anh ơi. Bác voi về dây mà Nhanh nhanh chạy cho tổ anh ơi, chạy cho anh, tôi vứt rồi đấy. Nhanh lên. Vứt ra được mà. rồi. Ôi đi Xong mẹ mất rồi. cái đài. Thôi lấy lại sau rồi sao. Thôi chuyển 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 cái nào chuyển nhanh. Biết chỗ này thì không Không, sợ. không, tao cầm cái mít.
thiếu mỗi sandwich Sandwich, radio. radio, sandwich kia kia kìa, radio thì quả táo rồi đúng không? Đấy, sandwich đấy. Và lấy radio À, mũ à, ok mũ ông đằng kia kìa, ông Nam mà lấy. Ôi, mũ đằng kia. ra bật nước đi, dập nước đi. Đấy, ông đang tìm mũ, ông đang Đi. tìm mũ cái mẹ nó. Đấy, vào lấy radio, ra vào lấy radio đi. Chúng cốc rộng ra. À, mở loạn nước đây. Còn kêu rồi. Ê. Nấp á. Nắp đi, tôi vào tôi mở hết nước này. Tôi lấy cái cà rốt tôi chạy. Đấy, nhanh nhanh nhanh, nhanh ông vào ông tắm nước. Khuyến mãi thêm cà rốt luôn, tôi phải cần không? Xong. Ôi, còn một nhiệm vụ phụ kìa Nói gì? là làm cái ông kia bị đập đập búa vào ngón tay. Đấy, làm nào? Thôi cái đấy chắc không cần làm, cái đấy nhiệm vụ thêm thôi, không làm cũng được. Rồi, ông ấy đi ra rồi này. Rồi mình xong nhiệm vụ mà cần gì? Thế bây giờ có cần làm cái kia nữa không? Không cần cái đấy, Thế bây giờ thích làm thì gì nữa? làm. Giờ thì hình như qua màn đấy.